Mến chào các bạn. Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ, ca khúc được mang tên Nếu Anh Đừng Hẹn. Bốn mùa mời cả nhà mình cùng thưởng thức. Chung sẽ trắng như vôi. Đã thương
Nếu yêu thích ca khúc này, các bạn hãy nhớ tặng cho Bốn Mùa một cái like và bấm đăng ký để cổ vũ tinh thần của Bốn Mùa nhé. Một lần nữa, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Bye bye.